Danh tính nữ rapper dạy Chipu Rap giúp cô đạt top 1 sâu tỷ tỷ khiến khán giả bất ngờ. Các bạn thân mến, Chipu ngày càng đi sâu vào trong sâu đạp gió 2023, chứng tỏ bản thân không phải đến đây để dạo chơi mà thực sự là một đối thủ mạnh, có khả năng đi bớt trong nhóm nhạc rất cao. Trong vòng công diễn năm vừa qua, Chipu tiếp tục thể hiện bản lĩnh sân khấu bằng mạng đọc rap tiếng Anh và tiếng Trung trôi chảy. Vũ đạo đỉnh cao của nữ ca sĩ Việt Nam cũng khiến các chị đẹp trong chương trình phải hú hét cổ vũ. Sau tiết mục, số điểm bình chọn của ba nghệ sĩ là 339, 327 và 322. Tuy nhiên lúc này, người thắng cuộc vẫn chưa được hé lộ, phải đến lúc Gian Tỷ Tỷ lên xe trở về nhà, ban tổ chức mới gửi kết quả đến cho họ. Người giành được điểm số cao nhất chính là Chipu, nữ ca sĩ xúc động bật khóc vì liên tục thắng cả hai vòng thi đối đầu, còn các tỷ tỷ không ngừng hò reo chúc mừng cô. Đây cũng là chiến thắng cực kỳ ấn tượng của Chipu, đưa cô lên thẳng vị trí dẫn đầu kể từ khi bắt đầu tham gia chương trình đến hiện tại. Trên trang cá nhân của mình, Chipu đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước lẫn ekip của mình. Chipu cũng đặc biệt tiết lộ, cô đã phải thỉnh giáo Kim Bi để có thể có màn tháp ấn tượng đến như vậy. Do khoảng cách địa lý, cả hai chỉ có thể gặp nhau qua lớp học online để Kim Mi có thể cặn kẽ hướng dẫn Chipu về các kỹ thuật rap. Một điều nữa Chi muốn chia sẻ với mọi người. Trong thử thách rap Lonely Den công diễn năm, Chi đã phải tìm đến sự hỗ trợ từ xa của chị Kimmy. Chúng mình đã có một lớp học online, chị chia sẻ cặn kẽ từ lịch sử, tinh thần lẫn cách cảm nhận lời rap để thể hiện sao cho hợp lý nhất. Chi Pu cũng cho biết dù trước đó chưa từng hợp tác với nhau trong dự án nào, nhưng Kimmy vẫn hỗ trợ cô vô cùng nhiệt tình. Cả hai cũng đã thả hên về một bàn kết hợp không xa. Chưa từng hợp tác với chị trong bất kỳ dự án nào, mình cũng như bao nhiêu khán giả khác ngưỡng mộ chị yêu thích giọng hát của chị từ những tác phẩm như hương ngọc lan riu lớp hoa sữa nhưng khi ngỏ ý muốn được chị hỗ trợ chị đã nhiệt tình nhận lời ngay em cảm ơn chị em đã học hỏi được rất nhiều ạ mong có dịp được hợp tác cùng chị một ngày không xa lớp chị ở dưới phần bình luận kimmy cũng nhanh chóng hồi đáp chị mới xem em xong chipu ơi ngưỡng mộ tinh thần không sợ hãi của em làm chị mở mang tầm mắt chuyển sang tin tiếp theo Báo Hàn đưa tin Lisa chưa đồng ý gia hạn hợp đồng, YG lập tức lên tiếng. Vào ngày 12 tháng 7, tờ Moon Hoa Aibo đưa tin độc quyền Lisa và YG Entertainment chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Phía YG hy vọng có thể dàn xếp trong chuyện hợp đồng trước ngày đáo hạn là ngày 8 tháng 8. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thể tìm ra tiếng nói chung và khả năng Lisa rời công ty ngày càng tăng cao Thông tin về hợp đồng của Lisa được bắt nguồn từ Trung Quốc. Được biết, một công ty Trung Quốc giấu tên đã mời Lisa tham dự chương trình, nhưng phía YG đáp lại rằng họ không thể điều phối lịch trình của nữ idol sau tháng 8 vì tình hình hợp đồng chưa chắc chắn. Trả lời Moon Hoa Aibo, đại diện của YG phủ nhận về vấn đề này, đó là do những chuyến lưu diễn và lịch trình cá nhân không liên quan đến tình hình gia hạn hợp đồng của Lisa bên cạnh đó quá trình gia hạn hợp đồng của Jisoo, Jennie và Rose với YG Entertainment đang diễn ra tương đối thuận lợi. Một người trong ngành cho biết YG và ba thành viên Blackpink đã tìm được tiếng nói chung, họ quyết định sẽ tiếp tục đồng hành với nhau sau khi gia hạn hợp đồng. Dự kiến phương thức hoạt động của Blackpink trong tương lai sẽ được quyết định sau khi có thông báo chính thức về tình hình gia hạn hợp đồng của nhóm. Quyết định cuối cùng của Lisa chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn đến hướng đi sắp tới của nhóm video đến đây là kết thúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn xin chào và hẹn gặp lại